Cùng thầy giáo dạy văn mở bài nâng cao chiếc thuyền ngoài xa ngữ văn lớp 12. Nguyễn Minh Châu là một người suốt đời đi tìm cái đẹp và cái thật, tha thiết kiếm tìm hạt ngọc ẩn giấu trong chiều sâu tâm hồn của con người. Trước năm 75, Nguyễn Minh Châu được biết tới với những tác phẩm đậm chất sử thi như Cửa Sông, Miền Cháy, Dấu Chân Người Lính. Thế nhưng sau năm 75, chính Nguyễn Minh Châu lại là người đi đầu trong công cuộc đổi mới văn học. Chiếc thuyền ngoài xa được in vào năm 1983 là một bước dài đáng trân trọng trong hành trình khám phá vào tầng chìm, vào chiều sâu của cuộc sống và con người văn xuôi Nguyễn Minh Châu. Những đóng góp của Nguyễn Minh Châu trong vai trò là người mở đường cho công cuộc đổi mới văn học được thể hiện chủ yếu ở các phương diện như đổi mới về ý thức nghệ thuật, đổi mới và mở rộng về quan niệm hiện thực và mối quan hệ giữa văn học với đời sống, ý thức cao về bản lĩnh và trách nhiệm của nhà văn, về tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, đổi mới về cách nhìn và sự khám phá thể hiện về con người, những tìm tòi đổi mới trong nghệ thuật tự sự. Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn xuất sắc thuộc giai đoạn sáng tác thứ hai trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Trong giai đoạn này, qua tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, nhà văn đã bộc lộ sự chuyển biến quan trọng trong sáng tác từ phong cách mang đậm tính chiến đấu, chuyển sang cảm hứng thế sự, cảm hứng về nhân sinh. Ngòi bút của nhà văn hướng vào thể hiện con người trong hành trình nhọc nhằn kiếm tìm hạnh phúc và bình yên trong cuộc đời. Chuyện ngắn thực sự là một tác phẩm có giá trị nhân đạo sâu sắc, đồng thời giúp nhà văn gửi gắm những thông điệp nghệ thuật lớn lao, quan trọng. Chúc các em thành công.